Xin chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Anh Audio. Trong tập trước, bị Tần Trần phá giải công kích, không những thế còn bị kiếm quan của Tần Trần làm thương tổn, làm cho da các Như lông trên mặt hiện lên vẻ khó có thể tin, vì hắn cảm nhận được, lực lượng mà Tần Trần vừa bộc phát ra có thể so sánh với bán tôn giả. Điều này làm hắn kinh hãi, bởi vì hắn chưa từng nghe nói tới chuyện này, cho dù là người nghịch thiên, cũng không có khả năng có tu vi thánh chủ hậu kỳ, có thể vượt qua nhiều cảnh giới như vậy, chuyện này quá khủng bố, truyền đi, có thể dẫn tới thiên giới rung động, các thế lực lớn chấn động không hổ là thiên tài đỉnh cấp bị ma tộc ma thi lão tổ nhìn chằm chằm vào vận mệnh chi quan quanh thân hắn càng lớn hơn khí tức quá nồng đậm rất nhiều người chung quanh rút lui trong lòng hoảng sợ quanh thân gia các như long có vận mệnh chi quan vần quanh mặc dù bàn tay vận mệnh bị cắt chém nhưng hắn không e ngại cũng không cảm thấy kiếm khí của từng trần có thể thương tổn được hắn nhưng khi kiếm quan chém tới hắn biến sắc vô tận kiếm khí chém tới trực tiếp nổ tung trong tay hắn lực lượng này quá khủng bố xuyên thấu phòng ngự bàn tay hắn xâm nhập thân thể hắn trên bàn tay của hắn xuất hiện một vệt sáng màu máu bàn tay bị cắt rời thành một vết thương nhỏ không ngờ lại bị thương sao có thể như vậy hắn ngơ ngác chỉ là một thánh chủ hậu kỳ mà lại có thể thương tổn được hắn đồng thời có một luồng sức mạnh âm lãnh muốn xuyên thấu tới kiếm ý khủng khiếp quét ngang tất cả gia cát như long kinh sợ hắn tận mắt nhìn thấy từng trần bị ma thi lão tổ đuổi giết không thể ngăn cản chỉ là chật vật chạy trốn nhưng đến nơi này của hắn vậy mà lại thương tổn được hắn đây là có chuyện gì năm đó khi kẻ này bị ma thi lão tổ truy sát mới qua có mấy năm mà thôi tất cả những việc này quá đột ngột hắn là nhân vật tôn giả thực lực khủng bố căn bản không sợ uy hiếp cao cao tại thượng rất là siêu nhiên coi thánh chủ bình thường là con kiến bởi vì tôn giả là nhân vật vượt qua thiên đạo quy tắc thánh chủ đỉnh phong bình thường nhiều lắm là thân dung thiên đạo tôn giả ngay cả thiên đạo cũng không sợ đều có thể vượt qua sao có thể bị thánh chủ làm bị thương nhưng hiện tại tất cả đều bị lật đổ ánh mắt từng trần lạnh như băng mang theo kiếm dĩ thần bí bộc phát ra thần thông mạnh nhất tấn công gia cát như long cố gắng làm cho hắn bị thương nhưng chỉ làm gia cát như long bị thương một chút mà thôi vẹn vẹn chỉ phá vỡ bàn tay của gia cát như long kiếm khí kinh khủng kia trút ra lại như đá chìm đáy biển từng trần bí sắc đây là cao thủ tôn cảnh sao thực lực của mình tăng lên nhiều như vậy thậm chí đột phá cảnh giới thánh chủ hậu kỳ nhưng đối mặt với tôn giả vẫn bất lực như vậy chết đi gia cát như long không thể nén giận ánh mắt càng thêm lạnh lẽo từng trần càng mạnh sát ý trong lòng hắn càng đậm dục vọng bắt giữ từng trần cũng càng mãnh liệt trong cơn tức giận hắn ta đã ra tay toàn thân quanh quẩn vận mệnh chi quan hội tụ thành trường hà vận mệnh điên cuồng cuốn về phía từng trần bất luận là u thiên tuyết hay thanh khâu tử y đều ý thức được đại sự không ổn đi một kiếm chém ra chỉ làm đối phương bị thương một chút trong lòng từng trần run lên khẽ quát một tiếng mang theo u thiên tuyết cùng thanh khâu tử y nhanh chóng rút lui tôn giả cường hãn vừa qua dự liệu của hắn hắn biết mình không thể tiếp tục tái chiến định đi sao gia cát như long cười lạnh bước ra một bước dưới chân lại có vận mệnh liên bay lên toàn bộ đất trời vô số ánh sáng vận mệnh bốc lên tỏa ra thần hồng gia cát như long đã sớm có chuẩn bị vừa bước lên đã phong tỏa tất cả căn bản không cho từng trần cơ hội chạy trốn ánh mắt từng trần lạnh lẽo trong lòng phát lạnh vô số vận mệnh chi quan xung quanh bốc lên hóa thành trận văn thiên địa bao phủ đến hắn đã lập tức rút lui nhưng vẫn quá muộn đối phương quá coi trọng hắn vừa ra tay liền phong tỏa tất cả căn bản không giống như đang đối mặt với một vỏ giả cảnh giới thấp mà giống như là đang đối đầu với cường giả cùng cảnh giới từng trần không trốn nữa nổi giận gầm lên một tiếng quay người xuất thủ lần nữa bởi vì hắn biết không thể chạy thoát đối phương đã sớm có chuẩn bị nếu chỉ lo chạy trốn sẽ bị đối phương nhìn chằm chằm mất đi tiên cơ kiếm quan va chạm với trường hà vận mệnh vận mệnh chi lực khủng bố rút xuống kiếm ý thông thiên trực tiếp bị nổ tung chênh lệch quá lớn trường hà vận mệnh kia trực tiếp anh nổ kiếm khí do tầng trần chém ra dọc theo con đường vận mệnh hư không phóng về phía ba người tầng trần thanh khâu tử y kinh sợ nàng cũng ra tay trên người nàng có lực lượng bán tôn giả đáng sợ tràn ngập ra mị hoặc vô hạn bàn tay mảnh mai vung vẩy về phía trước bên kia u thiên tuyết cũng chuyển động kiếm quan ngút trời lực lượng chí tôn thái âm lưu ly âm lãnh ngút trời hơn nữa quanh thân xuất hiện cửu cực chi thủy cuốn ra ngoài hai cổ lực lượng đáng sợ ngăn cản trước trường hà vận mệnh nhưng vô dụng lực lượng tôn giả quá mạnh công kích của thanh khâu tử y trực tiếp nổ tung bàn tay mảnh khảnh run rẩy cả người bị đánh bay trong nháy mắt mà cửu cực chi thủy của u thiên tuyết cũng nổ tung mấy cổ lực lượng va chạm trong hư không hình thành công kích khủng bố như đại dương mênh mông trút xuống dòng sông vận mệnh kia tự như đại dương cuồn cuộn chảy qua không bị ngăn cản phản phất như bất luận công kích gì đều không thể ngăn cản muốn bước dẫn từng trần từng trần kinh sợ gào thét thành tiếng trường hà vận mệnh này quá mênh mông trút xuống dưới nếu như bị nó đánh trúng có lẽ hắn còn có thể sống nhưng bọn u thiên tuyết tất nhiên sẽ nguy hiểm cho nên từng trần bất chấp tất cả tại thời khắc mấu chốt trực tiếp thúc giục vạn đạo thanh kim đan lô của thiên độc đan tôn lò luyện đan cổ sư nguy nga xuất hiện mang theo khí tức trấn áp vạn cổ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt tần trần ngăn cản cho bọn tần trần ngay sau đó vận mệnh trường hà cuốn đến vạn đạo thanh kim đan lô kịch chấn ở trong trường hà bị cọ rửa run rẩy mãnh liệt phát ra tiếng nổ vang kịch liệt đây là bảo khí tôn giả uy lực vô cùng và các nhi long cũng không cách nào đánh nổ nhưng mà trường hà vận mệnh trùng kích thật đáng sợ cọ rửa tất cả vả lại tần trần không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực của vạn đạo thanh kim đan lô cho nên mặc dù đã ngăn cản đại bộ phận trường hà vận mệnh nhưng vẫn có một bộ phận vận mệnh chi quan dọc theo hai bên liền muốn đánh vào trốn lại đây từng trần quát lớn mang theo U thiên tuyết và thanh khâu tử y trốn ở phía sau vạn đạo thanh kim đan lô có thể vạn đạo thanh kim đan lô cũng không kiên trì được vịt một tiếng trực tiếp bị oanh bay ra ngoài trong tiếng nổ đinh tai nhức ốc ba người từng trần chật vật bay ngược ra sau nhưng lại bị từng tia từng sợi vận mệnh hóa thành đạo thần quang trực tự kia trấn áp ở một phương thiên địa bất quá vào thời khắc mấu chốt vạn đạo thanh kim đan lô phát sáng thân hồng lóe lên rốt cuộc ngăn cản tuyệt đại bộ phận trường hà vận mệnh chỉ có một số ít trường hà vận mệnh ăn mòn mà đến cuốn trúng ba người tầng trần ba người tầng trần thân thể run bần bực có chút thảm liệt thanh khâu tử y bị đánh bay ra ngoài sau lưng có chín cái đuôi lơ lửng yêu lực khủng bố điên cuồng trút xuống phát ra tiếng kêu đau đớn sắc mặt tái nhật bản nguyên đại đạo trong cơ thể đều có chút bị hao tổn mà u thiên tuyết cũng chật vật thân thể run rẩy kịch liệt phun ra máu tươi cũng may nàng có được truyền thừa chí tôn thái âm lưu ly cửu cực chi thủy lại lần nữa ngưng tụ hiện lên quanh thân ngăn cản tuyệt đại đa số công kích đổi lại là thánh chủ đỉnh phong bình thường dưới công kích bực này trực tiếp sẽ bị đánh thành bột mịn nhưng dù vậy nàng cũng vô cùng chật vật lão đảo lui về phía sau khóe miệng chảy máu sợi tóc tán loạn dù là tần trần thân thể cũng rạn nứt chảy ra từng tia máu tươi trên người tràn ngập khí tức hoang cổ tất cả những chuyện này đều xảy ra trong nháy mắt và các như long cường thế ra tay dưới điều kiện tần trần thi triển vạn đạo thanh kim đan lô ba người đều trọng thương vô cùng chật vật mà một màn này lại làm cho không ít người xung quanh khiếp sợ không ngờ ba tên gia hỏa này lại chặn lại được tông chủ vân tiêu của thiên nguyên phái thất thanh bật thốt lên ánh mắt kinh hãi dưới sự công kích của gia cát như long lão tổ ba người này vậy mà không sao kết quả này khiến tất cả mọi người kinh ngạc có chút ngoài ý muốn cảm thấy khó có thể tin được hừ bảo khí tôn giả gia cát như long nhìn chằm chằm vào vạn đạo thanh kim đang lô sắc mặt cũng rất khó coi dưới một kích của hắn mặc dù ba người bị thương nặng nhưng cũng không có ai ngã xuống khiến hắn rất mất mặt hơn nữa từng trần ngăn trở được thì cũng thôi đi không nghĩ đến hai người khác hắn vậy mà cũng không thể chém giết chỉ là trọng thương mà thôi việc này có chút vượt quá dự liệu của hắn yêu tộc cửu vĩ chẳng lẽ là hoàng tộc cửu vĩ tiên hồ nhất tộc yêu tộc gia cát như long nhìn chằm chằm vào thanh khâu tử y hai mắt phát ra ánh sáng yếu ớt rất là nóng cửu vĩ tiên hồ nhất mạch là hoàng tộc trong yêu tộc nghe đồn ở thời đại viễn cổ cửu vĩ tiên hồ nhất mạch tổn thất nặng nề mai danh ẩn tích không ngờ lại gặp phải ở đây còn nữa cửu cực chi thủy vật này chính là đỉnh cấp chí bảo mặc dù là ta cũng chưa chắc có thể dễ dàng nắm giữ rốt cuộc kẻ này đạt được truyền thừa gì lại có thể nắm giữ cử cực chi thủy gia cát như long nhìn về phía cửu cực chi thủy vần quanh thân u thiên tuyết toát ra vẻ khiếp sợ cửu cực chi thủy chính là mẫu thủy thiên địa sinh ra không giống bình thường không dễ dàng nắm giữ vô cùng quý trọng cho dù là tôn giả cũng vậy nhưng u thiên tuyết lại có thể nắm giữ cửu cực chi thủy làm sao hắn không kinh ngạc chứ trong lòng hắn khiếp sợ nhưng lập tức mừng như điên đám người u thiên tuyết càng thêm bất phàm hắn càng cảm nhận được sự đặc thù của từng trần ha 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 ba người các ngươi hôm nay cũng đừng hòng đi được gia cát như long cười to lại lần nữa đánh tới hắn chân đạp mặt đất vận mệnh chi quan vô tận bắt đầu chuyển động thật sự như ngàn tơ vạn sợi phong tỏa rừng kiếm này che đậy tất cả mọi thứ trong thiên địa vô số ánh sáng vận mệnh quanh quẩn hóa thành xích thần trật tự phong tỏa tất cả trong đó có một ít vận mệnh thần liên quấn quanh u thiên tuyết và thanh khâu tử y những xích thần trật tự này tỏa ra từng luồng thần huy có sức mạnh phong tỏa cùng một chỗ đồng thời mang theo ánh sáng vận mệnh có thể giam cầm vận mệnh làm người ta trong lòng sợ hãi một khi bị xích thần trật tự này trói buộc ngay cả vận mệnh cũng bị giam cầm căn bản là không thể dễ dụa từng trần lập tức thi triển ra vạn đạo thanh kim đan lô thần sắc kinh sợ hắn không thể để cho u thiên tuyết và thanh khâu tử y bị cầm tù sợi xích vận mệnh này rất đáng sợ chính bản thân từng trần cũng cảm thấy khiếp đảm như muốn hãm sâu trong luyện ngục vậy hắn rống to trên vạn đạo thanh kim đan lô thân hồng nở rộ hung hăng đánh giết gia cát như long hừ chút tài mọn vật này tuy là bảo khí tôn giả đáng tiếc tu vi của ngươi quá yếu căn bản không xứng có được bảo vật bực này gia cát như long cười khẽ mắt lộ vẻ khinh thường đã sớm chuẩn bị trong tròng mắt một cái bánh xe rớt ra tỏa ra khí tức cuồn cuộn chém về phía vạn đạo thanh kim đan lô kia hào quang vạn trượng phản phất như chặt đứt vạn cổ xuân thu đại đạo luân hồi đây chính là chí bảo của gia các thế gia bảo khí tôn giả vận mệnh chi luân vận mệnh chi luân đáng sợ chợt lóe qua trực tiếp bổ trúng vạn đạo thanh kim đan lô phịch một tiếng vạn đạo thanh kim đang lô rung động phát ra tiếng nổ chói tai bên trên đại thịnh bị bổ ra đồng thời vận mệnh chi luân lóe lên chém giết về phía thanh khâu tử y và u thiên tuyết cẩn thận từng trần hét lớn trong lòng hắn run run sợ u thiên tuyết và thanh khâu tử y nguy hiểm hắn bất chấp tất cả đột nhiên giơ tay trong ánh mắt thần hồng tuôn trào tức khắc một tiếng ầm liền vang lên lại một cung điện đáng sợ xuất hiện trấn áp thiên địa trực tiếp xuất hiện trên đỉnh đầu gia cát như long trấn áp xuống cung điện này vừa xuất hiện lửa cháy hừng hực liền bùng lên mấy đại thiên hỏa điên cuồng trút xuống tai ách minh hỏa thiên độc thương hỏa thanh liên yêu hỏa u không băng diễm âm dương hồn hỏa đại nhật kim diễm tử muội chân hỏa cùng cuộn hỏa diễm trút xuống bao quanh tử tiêu đốt xuất cung như thiên thần hàng lâm thiêu đốt tất cả từng trần phát điên triển khai mọi thủ đoạn không tiếc bài lộ bản thân còn mắt đỏ ngầu sợ thiên tuyết và tử y bị thương tử tiêu đấu xuất cung trấn áp xuống bảo khí tôn giả nghịch thiên mang theo sát khí trí mạng đi thẳng tới đỉnh đầu gia cát như long hỏa diễm vô tận như đại dương điên cuồng trút xuống mà trong nháy mắt khi tử tiêu đấu xuất cung xuất hiện thiên địa đều đang nổ vang tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn cung điện trên đỉnh đầu gia cát như long không hiểu sao lại là một kiện bảo khí tôn giả tiểu tử này rốt cuộc là ai gia cát như long cũng khiếp sợ ngẩng đầu kinh hãi ngọn lửa vô tận bao phủ đến mang theo thuộc tính bất đồng dung hợp cùng một chỗ phát ra thanh âm xì xì thiêu đốt hắn cảm thấy lực lượng tôn giả trên người mình bị thiêu đốt ngay cả thiên đạo cũng bị thiêu đốt mạnh hơn chính là tử tiêu đấu xuất cung nguyên nga bàn bạc nghiền ép tất cả và các như long giơ tay vận mệnh chi luân hóa thành viên luân chói mắt bạo trảm mà đến muốn đánh bay tử tiêu đấu xuất cung nhưng từng trần quát khẽ không cho đối phương cơ hội vạn đạo thanh kim đang lô phát sáng ngược lại ngăn cản vận mệnh chi luân không cho hắn trở về cứu viện cùng lúc đó con người từng trần bắn ra thần hồng thần thông không gian đột nhiên vận chuyển sau một khắc bản nguyên thời gian trong đầu hắn cũng bị thúc giục một cổ lực lượng thời gian đáng sợ bỗng nhiên quanh quẩn ra bao trùm da các như long trong nháy mắt thời gian đình trệ tự tiêu đấu xuất cung cường thế trấn áp hung hăng đánh về phía da các như long tức khắc từng tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên tự tiêu đấu xuất cung khủng bố đập xuống bùng nổ ra tiếng nổ vang động trời như một thanh cự chùy hung hăng đập xuống thời gian ngừng lại mọi thứ xung quanh đều như đình trệ giờ khắc này tất cả mọi người kinh sợ không thể động đậy thời gian phản phất đình trệ nhưng ánh mắt của bọn họ lại có thể nhìn thấy hết thảy trong lòng kinh hãi vô cùng đây lại là quy tắc thời gian tiểu tử trước mắt này vậy mà nắm giữ thời gian quy tắc phải biết quy tắc thời gian là một trong những quy tắc chí cao trong thiên địa ngay cả tôn giả cũng không thể nắm giữ từng trần làm sao có thể nắm giữ trong lúc kinh hãi bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tử tiêu đấu xuất cung kia đánh xuống mà lúc này gia cát như long toàn thân bộc phát ra vận mệnh chi quan chói mắt trong nháy mắt khi tử tiêu đấu xuất cung đập xuống trong đồng tử thần hồng nổ bắn ra chung quanh thân thể hắn vô số phù văn vận mệnh hiện lên phản phất như đã sớm có chuẩn bị muốn phá tan thời gian giam cầm từng vết nứt thời gian xuất hiện ngay khi tử tiêu đấu xuất cung sắp sửa đập trúng da cát như long trong nháy mắt vỡ tan mà da cát như long bỗng nhiên thò tay phải ra ngăn cản trước người tiếng nổ vang động trời da cát như long bị đánh lùi lại quanh thân nở rộ thần hồng áo bào của hắn rách ra thân sắc có chút chật vật nhưng ánh mắt của hắn lại hưng phấn trước nay chưa từng có ha 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 quả nhiên là quy tắc thời gian da Gia cát như long cười to trên mặt đất đột nhiên dâng lên từng đạo phù văn trận quang oanh bay từng trần ra ngoài thân thể từng trần nứt ra trực tiếp có máu tươi phun ra trong lòng hắn trầm xuống da cắt như long phản ứng quá nhanh quy tắc thời gian căn bản không phong tỏa được hắn quá lâu bị xé rách ngay lập tức không phải quy tắc thời gian không mạnh mà là đối phương là tôn giả vượt qua thiên đạo lấy từng trần hiện tại thôi động quy tắc thời gian còn không cách nào triệt để phong tỏa một tôn giả chỉ có thể ảnh hưởng chút ít thời gian của đối phương mà thôi nên căn bản không cách nào đưa tới tác dụng quyết định đáng sợ nhất chính là gia cát như long tự hồ biết được hắn có được quy tắc thời gian đã sớm chuẩn bị để hắn thất bại trong gan tất mà gia cát như long sau khi một quyền đánh bay tử tiêu đấu xuất cung thiên hỏa vô tận dũng động nhưng chỉ có thể ở bên ngoài thân thể hắn thiêu đốt không cách nào thấm vào sâu trong cơ thể hắn ngay cả ngọn lửa đỉnh cấp như tay ách minh hỏa thiên độc thương hỏa bực này cũng chỉ mang đến cho gia cát như long ngoại thương mà không cách nào thương tổn đến thực chất của hắn bởi vì đối phương thật sự quá mạnh gia cát như long ngẩng đầu nhìn về phía tử tiêu đấu xuất cung ánh mắt hơi biến sắc lộ ra tính toán khôn khéo lẩm bẩm nói tử tiêu đấu xuất cung đây không phải là chí bảo truyền thừa của thiên hỏa tôn giả nơi thí luyện thiên giới sao nghe đồn là bị thiên tài quản hàng cung ở đông thiên giới tên là từng trần đạt được thánh tử gia cát hút của gia cát thế gia ta ngã xuống ở nơi thí luyện thiên giới nghe đồn chính là bị một thiếu niên tên là tần trần chém giết chẳng lẽ gia cát như long bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào tần trần trong con ngươi tỏa ra ánh sáng đáng sợ trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩa cực kỳ đáng sợ đó chính là người trước mắt chính là tần trần của đông thiên giới sao nếu là như vậy những năm gần đây người này vẫn chỉ là một thánh tử mà thôi hậu kỳ thiên thánh nhân vật vì sao trong mười mấy năm ngắn ngủi lại đã trở thành một vị thánh chủ hậu kỳ làm sao lại như vậy trên người kẻ này tuyệt đối còn có bí mật lớn gia cát như long lòng nóng như lửa không biết vì sao hắn mơ hồ cảm giác được đã chạm đến một đại bí mật một cái đại bí mật liên quan đến tương lai của thiên giới một cái hậu kỳ thiên thánh chỉ hao phí hơn 10 năm thậm chí không đến 10 năm đã trở thành một thánh chủ hậu kỳ tốc độ như vậy quả thực làm cho người ta hoảng sợ lại thêm bí mật thời gian quy tắc trên người từng trần càng khiến hắn điên cuồng xa xa ngũ đại yêu chủ cùng với rất nhiều cường giả ở đây cũng đều kinh hãi thậm chí đều từ trong cảm ngộ dừng lại tự tiêu đấu xuất cung vật này không phải là bảo vật thiên hỏa tôn giả nơi thí luyện của thiên giới sao chẳng lẽ người này là tầng trần của đông thiên giới nghe đồn người này đã giết chết gia các hút thánh tử của gia các thế gia đông hoàng thế gia đông hoàng tuyệt nhất cùng với dự vô danh thánh tử của đông thiên giới dự diệt phủ sau khi thí luyện ở thiên giới kết thúc liền thần bí biến mất chẳng lẽ là hắn các ngươi nhìn thanh kim đang lô kia còn có thời gian quy tắc ta nhớ trước đó không lâu trong hư không triều tịch hải ma thi lão tổ ma tộc từng đuổi giết một thiên kiêu trẻ tuổi của nhân tộc sau đó bị thiên kiêu trẻ tuổi kia lợi dụng thời gian quy tắc cùng trận văn bẫy giết trong hư hải chẳng lẽ chính là người này lời này vừa ra giống như là một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng nhìn thấy từng trần thi chuyển ra quy tắc thời gian trong nháy mắt tất cả đều chấn động nghị luận âm ỉ bọn họ đều không nghĩ tới từng trần lại có thân phận như vậy mà lúc này thân hình gia cát như long đột nhiên đánh tới hắn mang theo năng lượng bá đạo và mạnh mẽ quanh thân quanh quẩn ánh sáng vận mệnh bị một luồng thần quang minh mông bao phủ sát khí đằng đằng Tử tiêu đấu xuất cung còn có thanh kim đang lô kia ta đều muốn cùng lúc đó gia cát như long giơ tay lên bàn tay lớn chụp vào tử tiêu đấu xuất cung và vạn đạo thanh kim đang lô hắn đã thấm ngừng đây là hai kiện chí bảo tôn giả là ác chủ bài của Tần Trần, đạt được hai kiện bảo vật này, Tần Trần sẽ mất đi năng lực chống cự. Giờ phút này, trong lòng Tần Trần đã hoàn toàn tuyệt vọng, tôn giả thật sự mạnh như vậy sao? Quy tắc thời gian cũng thất bại. Phải biết, lúc trước ở hư hải đối mặt với Ma Thi lão tổ, hắn cũng chỉ thi triển ra vạn đạo thanh kim đan lô mà thôi, sợ thi triển ra tử tiêu đấu xuất cung sẽ bị người khác phát hiện, hiểu rõ thân phận của mình, nhưng hiện tại, hắn thi triển ra tử tiêu đấu xuất cung, vẫn như cũ không công mà lui. Việc này làm cho hắn rất tuyệt vọng, rơi xuống đáy vực. Thế nhưng, hắn gầm lên một tiếng, khống chế hai đại tôn giả chí bảo tuyệt đối không thể để hai món bảo vật này bị gia cát như long cướp lấy nếu không hắn sẽ hoàn toàn phiền phức mất đi hai kiện chí bảo tôn giả hắn triệt để mất đi năng lực chống cự nhưng mà gia cát như long tốc độ quá nhanh còn nhanh hơn cả từng trần sông về chỗ hai kiện chí bảo bàn tay lớn thò ra vận mệnh khí tràn ngập muốn trấn áp lấy hai kiện chí bảo người dám từng trần gầm lên toàn lực thôi động tức khắc một tiếng oanh liền vang lên hai đại chí bảo phát sáng muốn chống lại sự nhiếp thu của gia cát như long hơn nữa bộc phát ra khí tức nghịch thiên nhưng dưới lực lượng cường hãn của tôn giả gia cát như long Tự tiêu đấu xuất cung và vạn đạo thanh kim đang lô mặc dù đang điên cuồng rung động nhưng thủy chung không cách nào bay ra khỏi vận mệnh chi quan bao phủ hơn nữa còn bị áp chế một chút xíu điều này làm cho tần trần kinh sợ không thôi hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy liền hai đại tôn giả chí bảo đều bị áp chế trong lòng hắn lạnh như băng như là rơi vào hầm băng bây giờ còn có thể làm gì tần trần tâm tư lưu chuyển thần sắc phẫn nộ hắn còn có lá bài tẩy như vạn giấy ma thụ thế nhưng tần trần có cảm giác Mặc dù hắn thi triển ra vạn giấy ma thụ, cũng không cách nào tạo thành thương tổn đối với Gia Cát Như Long bởi vì tu vi của hắn quá thấp. Hơn nữa, một khi vạn giấy ma thụ thi triển ra, vậy hắn sẽ chân chính gặp phiền toái, chỉ sợ sẽ không còn an bình. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.